Bầm ra ruộng cấy bầm run, con vào nhà nghỉ con run hơn bầm. Xin thưa với lại các thượng đế, bây giờ là 10 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 năm 2023. Đây là chiếc đài Sony Commodian CFS7010SC của một người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Video trước mình đã chia sẻ tới các thượng đế 63 tỉnh thành cái bánh trung gian này. Bánh trung gian này của nó đảo như giang lạc. Thì những tay đầu bếp mà đạt tốt nghiệp về cái vấn đề giang lạc ấy là chắc là đều phải trải qua cái này nhá, đều phải nhờ vào cái này, tức là học cái này. Cái bánh trung gian này này, bây giờ nó lại quay vào cọ vào cái bánh da này, xong nó mới lại cọ vào cái bánh này để cuộn băng vào. Bây giờ mời các thượng đế trên giải chữ S này xem nó như thế nào nhé. Đấy, những tay đầu bếp ở những hotel 5 sao khi học về giang lạc là đều phải học về cái này hết. Khi giang lạc thì đương nhiên là phải đảo 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 nhanh, chứ nếu mà không thì nó lại cháy nhá. Đây này, cái này đúng là đảo như giang lạc. Cái bánh nó đảo như thế này thì làm sao mà tiếng nó chả rung, tiếng nó run lắm. Thay dây cua bánh tì thì nó chỉ chạy thôi, chứ còn để cái tiếng nó không rung, để mà nó đưa ra một cái âm thanh mà nghe không muốn rút điện ra. Nó có nhiều công đoạn lắm, nó có nhiều công đoạn lắm. Đây, đảo như giang lạc. Thế này thì làm sao mà nghe được. Ui giời. Bánh này thì ở cái tâm này, ở cái lỗ ở giữa của cái bánh này nó loét ra rồi, nó loét ra rồi, nó mòn, nó rỗng rồi. Thế nên là nó mới đảo như răng lạc như vậy. Vừa rồi có một thượng đế ở Kim Bảng Hà Nam đã Trần Văn chốt 5 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90 chương trình thâu theo yêu cầu. Băng này có mỗi cái khiếm khuyết cũ mà như mới. 60.000 đồng một cuốn không bao gồm phí ship vận chuyển. Cuốn này nội dung là thanh tuyền chọn lọc. Cuốn này là thanh tuyền 1 nhạc trước 1975. Cuốn này là ca sĩ Hương Lan chọn lọc. Cuốn này là tiếng hát Chế Linh 1, Kim Đằng 1. Cuốn này là Chế Linh Hương Lan nhạc sau 75. 5 cuốn, 5630 là 300.000 đồng. Ngợi thượng đế ở địa chỉ Xóm 9, Tân Lang, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam đã Trần Văn Chốt 5 cuộn băng cassette này. Trân trọng cảm ơn ngài. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.